Hyundai Elantra thế hệ mới ra mắt. Với thiết kế góc cạnh, lưới tản nhiệt mới và đẩy logo lên nắp capo, Elantra 2021 thêm công nghệ mới và lần đầu tiên sẽ sử dụng động cơ hybrid. Ngoại hình sắc sảo hơn, Elantra 2021 còn dựa trên kết cấu mới và theo phong cách coupe 4 cửa. So với thế hệ hiện hành, thế hệ mới sẽ dài hơn 56mm, rộng hơn 25mm và thấp hơn 20mm. Trục cơ sở cũng tăng thêm 20mm. Chiều dài tổng thể của Elantra đạt mức 2720mm. Thay đổi lớn ở đầu xe là lưới tản nhiệt giống đàn anh Sonata, nhưng logo được nằm trên capo thay vì ở lưới tản nhiệt. Đèn pha LED dài và mảnh liên lạc với lưới tản nhiệt. Đèn hậu LED là một dải kéo dài hết chiều ngang đuôi xe. Không chỉ mang trên mình ngoại hình mới, kết cấu mới, Elantra còn được làm lại hoàn toàn nội thất với bảng điều khiển phong cách hiện đại và tối giản. Màn hình cảm ứng của hệ thống thông tin giải trí với hai kích cỡ 8 inch cho bản tiêu chuẩn và 10,25 inch cho bản cao cấp hơn. Màn hình này nằm ngay cụm đồng hồ kỹ thuật số và tạo thành một khối liền mạch như một màn hình cỡ lớn thay vì hai. Hệ thống tương thích Apple CarPlay và Android Auto hỗ trợ kết nối cùng lúc hai điện thoại thông minh qua Bluetooth. Thay đổi lớn khác là hàng ghế trước được chia tách biệt hai bên với không gian của tài xế mô phỏng kiểu buồng lái phi công. Công nghệ an toàn tiêu chuẩn với phanh khẩn cấp tự động hỗ trợ giữ làn, giám sát sự tập trung cho tài xế, tránh va chạm phía trước và cảnh báo với người đi bộ, camera lùi. Tùy chọn gồm giám sát điểm mù và điều khiển hành trình chủ động. Elantra còn sở hữu công nghệ kỹ thuật số giống Sonata, cho phép điều khiển nhiều tính năng thông qua điện thoại thông minh. Elantra 2021 gồm 3 phiên bản trang bị là SE, SEL và Premium, đều sử dụng động cơ 2.0, 4 xi lanh thẳng hàng, kết hợp hộp số CVT, công suất 147 mã lực và mô men xoắn 264 Nm. Phiên bản Hybrid lần đầu tiên xuất hiện, kết hợp với động cơ xăng 1.6 lít, 4 xi lanh thẳng hàng và một động cơ điện, tổng công suất 139 mã lực và mô men xoắn 179 Nm. Theo Hyundai, Elantra Hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,6 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Những thay đổi lớn của Elantra thế hệ mới nhằm mục tiêu tăng sức cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Honda Civic, Toyota Corolla, Altis và Mazda 3. Chiều dài và rộng của Elantra 2021 giờ đây nhỉnh hơn nhiều các mẫu xe Nhật. Chiều dài cục cơ sở chỉ kém Mazda 3, không gian nội thất vì thế cũng thoải mái hơn. Mẫu xe Hàn sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc và nhà máy ở Alabama, Mỹ vào mùa thu năm nay. Xe bán ra từ quý 4. Hiện tại, Hyundai chưa công bố mức giá. Thế hệ thứ 7 của Elantra hay Avante ở Hàn Quốc vừa ra mắt tại Los Angeles, Mỹ và được phát trực tiếp trên mạng. Với 6 thế hệ đã qua, tổng cộng 13,8 triệu xe đã bán ra trên toàn cầu kể từ năm 1990. Theo thông tin mới nhất từ Hyundai thành công, thế hệ mới Elantra 2021 sẽ chính thức xuất hiện tại Việt Nam. Dự kiến thời điểm quý 4 năm 2021 và được lắp ráp tại nhà máy ở Hyundai thành công Ninh Bình.